Chủ đề mà chiều hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau đó là tình đời. Mình đặt với nhau một câu hỏi. Câu hỏi đó cũng đã được đặt ra trong vở kịch các bạn và anh chị em vừa mới xem. Đó là: cuộc đời này có tình không? Cuộc đời này có tình không khi mà những người được mệnh danh phải là những lương y, những con người với bàn tay nhân ái lại có thể ký những cái toa với hợp đồng vì lợi bản thân mình và lợi của những nhà thuốc mà cho những cái thuốc mà bệnh nhân không cần phải uống nhưng mà vẫn phải mua để mà uống. Cho nên thuốc chữa bệnh thì ít, còn thuốc lang thang, thuốc gì đó thì nhiều. Và cuối cùng cái giá đó bệnh nhân phải gánh, người nghèo phải gánh. Anh chị em biết rồi, bác chị ký toa để ăn hoa hồng với những công ty thuốc, những công ty dược. Cuộc đời này có tình chăng khi mà một anh dân tộc chở vợ của mình vào nhà thương? Tôi nghe các cha kể rằng, nhưng mà anh ta không có tiền và chị vợ đau bụng quá, không biết là đau cái gì, có lẽ là đau ruột thừa. Nhưng mà ông ta không có tiền đóng cho nên nhà thương nhất quyết là không có cho vào. Và cuối cùng thì chị ta chết ở ngoài nhà thương. Và anh ta thốt lên một câu như thế này: nhà này mà nhà thương cái gì? Nhà này là nhà ghét. Lời thốt lên rất là chân chất thưa anh chị em, nhưng mà nó phản ánh cái gì đó rất là thật. Cho nên chúng ta lại đặt câu hỏi với nhau: cuộc đời này có tình không? Một bạn viết như thế này: đời trông trên, sống bồng bềnh, tình cay đắng, tim xa vắng. Hình như nó có cái gì đó khiến cho trái tim con người không có liên kết lại với nhau được, cho nên tôi không cảm thông được. Cho nên cuộc sống của tôi nó cứ bồng bềnh, nó trôi giống như là lục bình vậy, nó không có dính nhau được giữa một cuộc đời trông trên này. Có thể nói năm 2011 và 2012 này là cái năm mà kinh tế thế giới điên đảo, Việt Nam của mình chẳng hơn gì. Tôi nghe nói thống kê đâu khoảng 200.000 doanh nghiệp từ năm ngoái đến năm nay phá sản thưa anh chị em. Tôi có quen đến một anh ấy nói với tôi rằng: thưa cha, công ty của con sản xuất ra không bán được, nhưng mà lương công nhân thì vẫn phải trả, cho nên cuối cùng làm sao? Phải cầm nhà của mình, cầm nhà của mình mà trả nợ cho công nhân. Nhưng mà cầm được một vài tháng thôi, cuối cùng cũng phải để cho công nhân nghỉ. Công ty thì đóng cửa, nhà thì nhà nợ, nhà băng đăng giữ cái nhà của mình. Không phải một người, không phải 10 người, không phải 100, mà người ta ước tính là khoảng 200.000 doanh nghiệp, và có thể còn hơn thế nữa. Có một anh tâm sự với tôi như thế này: hai anh em bạn rất là thân, thâm tình với nhau, hùng hạp thưa anh chị em, làm cái công ty. Khi mà thua lỗ quá thì một anh mới bán cái cổ phần của mình cho một công ty khác. Khi bán cái cổ phần của mình cho một công ty khác thì công ty kia nó mạnh hơn, nó giàu hơn, nó vào và nó lấn cái người bạn còn lại. Và cuối cùng anh kia chịu không nổi và phải nhường lại cái công ty kia cho cái người mà gọi là quyền lực hơn. Cuối cùng ra đi với đôi bàn tay trắng. Cuộc đời này có tình không thưa anh chị em? Khi mà một bạn tâm sự với tôi như thế này: thưa cha, hai chị em bạn gái với nhau làm trong công ty cũng được lắm, chơi với nhau bình thường tốt lắm. Vừa rồi cái chương trình công ty đưa ra, con phải lãnh một phần trách nhiệm, con làm, chị kia cũng làm. Nó làm sai, con không có chỉ ra là nó làm sai, mình che giấu cho nó. Cuối cùng nó lên nó báo với chủ rằng cái sai đó là do con làm, và con bị đuổi việc. Cuộc đời này có tình chăng thưa anh chị em? Cho nên một bạn khác lại viết như thế này: đưa vai gánh trọn sầu nhân thế, nhân thế bao nhiêu tuổi nhiều nhương, cắm cọc bên đời đo sự nghiệp, từng phân vuông nhỏ cùng
đau thương. Từng phân một trong cuộc đời anh chị em và tôi bước đi, thành công thất bại, xem xét lại hình như là đau đớn nhiều hơn, nhiều hơn, cay đắng nhiều hơn, bị lừa nhiều hơn. Tôi có một thầy, thầy ấy có gia đình ở Bến Tre. Thầy ấy nói với tôi như thế này: thưa cha, nhà con bây giờ đang chặt dừa hết rồi. Tôi hỏi sao kỳ vậy? Thầy ấy mới nói rằng là bởi vì ngày xưa, lúc cách đây vài năm, dừa bán rất là có giá, bởi vì công Trung Quốc nó mua rất là cao. Thế là xúm nhau trồng dừa. Năm nay nó không thể mua nữa, dừa rớt xuống cái giá mà 1.000 một trái mà cũng không bán được. Cho nên xúm nhau chặt dừa. Chặt dừa thì trồng gì? Thưa, trồng mẫn cầu. Mà mẫn cầu muốn trồng được nó có trái, mà anh chị em thấy cái mẫn cầu mà mẫn cầu mình xây sinh tố đó, toàn là thuốc không thôi. Nhưng mà người dân không có được hướng dẫn, không có ai chỉ dẫn cho, không có ai giúp cho. Cho nên cứ theo xu thời, nếu mà cái này không được thì chặt phá, trồng cái kia. Bến Tre của mình là cái gì thưa anh chị em? Nổi tiếng trên thế giới là dừa. Nếu như mà Bến Tre bây giờ không còn dừa nữa thì coi như mình đang đánh mất đi cái gì quý giá nhất của cái miền đất của mình. Và đó mình gọi là đánh kinh tế. Người ta tấn công mình đâu cần phải súng đạn thưa anh chị em. Người ta đánh kinh tế. Tôi ra ngoài Bắc tôi thăm các cha. Miền Bắc thì nổi tiếng là trái vải và trái nhãn. Ông cha xứ chỉ cho tôi xem cái cây nhãn. Tôi nói trời ơi, cây nhãn của cha sao mà nó đẹp quá, cái gốc nó to, thật là to. Nó mấy chục năm rồi cha. Ngài nói lâu lắm rồi, mình về xứ này thì nó đã có rồi, nhưng mà năm nay nó không ra một trái nào, một bông nào. Tôi hỏi tại sao vậy cha? Ngài nói cách đây vài năm, khi mà cây nhãn của nhà xứ nó ra rất là nhiều hoa thì một lái buôn Trung Quốc đến mua. Nó mua nguyên cây nhãn thưa anh chị em. Nó nói là nó sẽ chăm sóc, nó sẽ bón phân, và tới ngày nó thu hoạch nó sẽ cắt. Mình không làm gì hết, mình chỉ lụm tiền thôi. Thế là cha sợ sung sướng quá, bán cả cây nhãn. Nó bón phân gì đó không biết thưa anh chị em. Mà sau cái mùa đó rồi thì không bao giờ cây nhãn nó ra trái nữa. Mà đó đâu chỉ là giáo xứ của Ngài. Giáo xứ của Ngài chỉ có một cây thôi. Trong khi dân làng ở đó, tất cả những người trồng nhãn đều bị y như vậy. Mình gọi là gì? Đánh kinh tế. Cuộc đời này có tình chăng thưa anh chị em? Đất nước của mình nói chuyện với nhau, anh chị em đọc báo biết rồi, mình đang bị gọi là điêu đứng về Trường Sa, Hoàng Sa, không biết mất còn như thế nào. Mình đang bị gọi là chiến tranh sinh học. Bởi vì tất cả những đồ ăn thức uống của mình đều có chất độc. Rau quả, trái cây, thịt thà. Hỏi tất cả những cái chất đó nó từ đâu ra? Thưa, từ Trung Quốc. Kinh tế của mình điên đảo, hàng Việt Nam làm bán không được bởi vì hàng Trung Quốc rẻ hơn. Rồi tất cả những gì mình trồng trọt, mình nuôi, mình làm đều không có thành đạt. Bởi vì sao? Trung Quốc nó phá. Nó sang Việt Nam, Nam nó mua gà, nó mua heo. Nó mua giá rất là cao, xong rồi nó đưa heo gà của nó bệnh hoạn qua đây này, nó bán cho mình ăn. Và người Sài Gòn của mình là ăn nhiều nhất. Cuộc đời này nó đảo điên, nó đen trắng, nó có tình chăng thưa anh chị em? Hình như là không có. Có không? Có không? Có. Vở kịch vừa rồi chứng minh cho mình thấy là có. Một đám bạn, đứa mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà tụi nó thương nhau lắm. Đó mình gọi là có tình. Có tình đời. Nó chia sẻ với nhau từng cái hạt đậu phộng luộc không biết bao nhiêu ngày, ăn vào cái bụng nó sôi sùng sục. May là cha sợ không ăn, chứ ăn làm sao mà dâng lễ. Vở kịch của các bạn đóng rất là cảm động, gợi cho tôi nhớ đến một thời tôi cũng đi chơi với Bụi Đời. Khi đó tôi là sinh viên đại học, cùng với một nhóm bạn làm một công việc rất là đơn giản, phân công nhau. Nhóm của tụi tôi làm một công việc, đó là
giúp các trẻ em buổi đời trở về lại với gia đình của mình, nhưng mà đồng thời cũng giúp dạy văn hóa cho các em. Nhưng mà giúp như thế nào? Tụi nó ở đâu thì mình ở đó. Tôi thì không có làm cái công việc liên hệ với gia đình những người bạn của tôi, là đi liên hệ lại tìm gia đình của các bạn ấy mà đưa các bạn ấy về. 5 tuổi có, 10 tuổi, 15 tuổi có, 11, 12 tuổi có. Tôi không làm công việc đó. Công việc của tôi là dạy học. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu và buổi chiều tôi ra ngay chợ Chậu Bến Thành. Chợ Bến Thành anh chị em thấy ở trên này công viên Tao Đàn, đi dọc dọc xuống có mấy cái hành lang, ở bên đạt cạnh nó có cái chùa Miên, chùa Bà Đanh gì đó. Tôi ngồi dọc dọc trên cái hành lang Bến Thành đó dạy cho các em đọc viết. Cứ chiều là làm một túi sách tập đọc lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 toán. Đến đó mình ngồi xuống đó mình dạy cho tụi nhỏ nó học. Nhưng mà nó đâu có học được anh chị em. Nó chạy nó học được chút, hai ba chữ, nó viết được hai ba hàng là nó đi bán vé số. Nó chạy nó bán một vòng, cái nó quay lại nó viết được hai ba chữ là nó đi xin tiền. Có hôm nó đang viết hồi nó nói thầy đợi con một chút, thế là nó chạy nó bưng về cho một chén canh toàn là nước không. Thì ra là ở gần đó có những quán cơm, nó xin được chén canh nó về nó cho thầy. Nó cho thầy thì thầy phải ăn chứ. Thế là cũng ăn. Thế là cũng ăn. Và tôi nhớ lúc đó tôi vừa ốm vừa đen, tiền ăn tiền học dành hết mua sách vở cho các em. Một ngày tôi ăn cơm chỉ có một bữa thôi. Và tôi lựa cái tiệm cơm rẻ nhất ở trên đường Điện Biên Phủ, đó là 2.000 một dĩa. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Và như vậy cũng được gần 2 năm. Chính nhờ những em bé đó mà tôi đi tu, thưa anh chị em. Ơn gọi của tôi đến từ trẻ buổi đời. Bởi vì các em nó sống rất là có tình. Nó có thể cho hết tất cả những gì nó có, mà nó không tính toán, nó không nghĩ đến hậu quả. Giống như cái vở kịch, tôi không biết là các bạn có đi quan sát hay không. Nó sẵn sàng, nó mua một lon đậu, nó đổi cái tờ vé số, và nó không biết lấy tiền đâu để mà bù vào cái tờ vé số đó. Nó bán được bao nhiêu tiền, nó sẵn sàng, nó múc, nó cầm ra, nó cho bạn nó hết. Và ngày mai nó không có tiền để nó đi đổi vé số nó bán. Nó sẵn sàng, nó làm, nó không có suy nghĩ, nó cho hết. Và đó mình gọi là phúc cho người nghèo. Họ phúc thật sự, bởi vì họ không giữ gì cho mình, họ cho đi hết tất cả những gì họ có. Và trong cái cho đi đó, cái đó mình gọi là tình đời. Yêu cái người bên cạnh của mình, và yêu trong giây phút hiện tại, yêu một cách trọn vẹn, không tính toán. Anh chị em mình làm được không? Thưa làm được chứ. Có một số các bạn trẻ cứ chủ nhật nào cũng đi lượm ve chai về, gom cái tiền đó, ve chai đó đi giúp người ta chữa bệnh, giúp chỗ này xây nhà, giúp chỗ kia chữa bệnh. Một bà mẹ có một đứa con bị sida, cả xóm nguyền rủa, xa lánh, người mẹ đau khổ lắm, ôm đứa con của mình và chăm sóc cho đến ngày nó chết. Xong khi con của mình chết, bà ấy bị gọi là bà mẹ sida, cả xóm xa lánh. Thế rồi con của mình chết thì bạn của con mình nó chơi chung, nó cũng sida. Thế là nó bệnh, gia đình nó bỏ, bà lại đem về nhà bà chăm sóc. Bạn đứa này lại nói với bạn đứa kia, thế là những đứa sida đến nhà bà ở và bà chăm sóc. Từ cái danh từ là bà mẹ sida mà cả làng cả xóm khinh dễ coi thường, trở thành một danh từ bà mẹ sida được mọi người yêu mến, bởi vì bà đã cho đi hết cái tình của mình. Đó ta gọi là gì thưa anh chị em? Ta gọi là tình đời. Cuộc đời này đứng ở một góc cạnh nào đó, mình phân tích, mình nói với nhau rằng nó không có tình. Nhưng mà đứng ở một góc cạnh khác, anh chị em và tôi vẫn nói nó có tình. Nó có tình bởi vì những con người được dựng nên bản chất là có tình.
Bởi vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Có một cái tình đời viết hoa, có một cái tình đời rất là đẹp. Tôi chỉ cho anh chị em xem đây này. Đó là tình đời đấy. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói gì? Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi, mình sửa lại cho nó phù hợp với lễ ngày hôm nay. Thiên Chúa yêu cái đời này, cái cuộc đời này đến nỗi ban con một của Ngài, để ai tin vào người con đó thì được cứu độ. Chúa yêu cái cuộc đời này, Chúa yêu cái thế gian này, Chúa yêu với tất cả cái gì nó là nó trong hiện tại, với cái gian ác của nó, cái độc địa của nó, cái hiểm ác của nó. Chúa yêu nó và Chúa trao tặng cho thế gian này người con duy nhất của Ngài, một món quà. Mà qua cái món quà ấy, Chúa ôm lấy cái thế gian này một cách trọn vẹn. Chúa Giêsu ôm từng người một, từng mảnh đời mà Ngài gặp trong cái hành trình làm người của Ngài. Anh chị em thấy Ngài toàn là đi với cái bọn nào? Thu thuế nè, gái điếm nè. Nếu mà ngày hôm nay mà Ngài ở thế kỷ này, thế nào Ngài cũng đi với cái đám bụi đời nè, sida nè, chắc chắn. Và chưa hết, tất cả những người tội lỗi, những người bệnh tật, những người gọi là xã hội gạt ra bên lề, Ngài đến với họ, Ngài cùng ăn cùng uống với họ, Ngài làm bạn với họ, Ngài chữa lành cho họ, Ngài nói tin mừng cho họ, Ngài sống cho họ, Ngài chết cho họ. Và cái minh chứng mà tôi cho anh chị em thấy Chúa yêu cái cuộc đời này đó là gì? Đó là Ngài mai táng ở trong mộ. Ngài ôm lấy cái mảnh đất này, Ngài ôm lấy cái quả địa cầu này, trong cái đen tối nhất của nó, trong cái gọi là thân xác thối rữa của con người, Ngài cũng yêu và Ngài cũng ôm lấy. Đó là tình đời viết hoa cho anh chị em. Và mỗi người chúng ta được mang danh là gì? Kitô hữu, là những tình đời đang hiện diện nơi đây. Cho nên khi mà các bạn diễn xong, cha xứ chia sẻ, cha xứ đặt câu hỏi như là gửi cho mọi người chúng ta: nếu tôi là tình đời, tôi phải làm gì cho người bên cạnh của tôi? Anh chị em thử đặt câu hỏi cho mình xem. Mình đến với nhau, mình đi lễ, mình xem kịch, mình nghe giảng, mình cùng nhau cầu nguyện, đẹp vô cùng. Nhưng mà chỉ mới có một nửa thôi nếu chúng ta dừng lại ở đây. Anh chị em và các bạn tối nay về nhà và tiếp tục ngày mai, ngày mốt, sang tuần và cả tháng này, đặt câu hỏi cho mình: tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì để nói cho mọi người biết tôi có cái tình? Cái tình đó là tình Chúa mà tôi được dựng nên giống như Ngài. Cái tình đó là bản chất của tôi. Bởi vì tôi là người, tôi có một trái tim, một trái tim bằng thịt, một trái tim đang đập, một trái tim máu chảy, một trái tim biết cảm thông với nhịp đập của nhân loại. Vào Thế chiến thứ hai, ở bên Đức, trong một ngôi thánh đường kia bị bom đạn đổ nát, có một tượng Chúa Giêsu rất là lớn, bị bom đạn trầy xước, què quặt. Thế là sau thế chiến đó, người ta muốn phục hồi. Thế là người ta phục hồi, phục hồi được, sơn sửa lại được, nhưng mà riêng cái đôi tay của Chúa thì nó bay, nó mất tiêu rồi, tìm không ra. Cho nên cuối cùng không biết phải làm sao, các bạn trẻ phục hồi cái bức tượng ấy, quyết định không phục hồi nữa, để y như vậy, và viết một câu như thế này: bạn là đôi tay của Chúa. Một nhà thờ chánh tòa ở bên San Diego cũng bắt chước lại câu chuyện ấy. Ở trước nhà thờ dựng một cái tượng Chúa Giêsu thật là lớn, giang tay như thế này, nhưng mà không có bàn tay để nhắc nhớ một điều: chúng ta là bàn tay của Ngài. Tôi muốn đọc cho anh chị em nghe một lời nguyện của Thánh Teresa Avila, vị thánh của thời Trung Cổ,
Nhưng mà lời nguyện của mẹ rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Mẹ cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa Giêsu, Ngài không có thân xác trên mặt đất này, nhưng là thân xác của chúng con. Không có tay, nhưng có tay của chúng con. Không có chân, nhưng có chân của chúng con. Mắt của chúng con là mắt của Ngài, để nhìn thế giới với lòng xót thương. Chân của chúng con là chân của Ngài, để khi đi khắp nơi làm điều tốt. Tay của chúng con là tay của Ngài, để chúng con làm cho mọi người điều Chúa muốn. Xin Ngài hãy chúc lành cho tâm trí và thân xác của chúng con, để nhờ đó chúng con làm mối phúc lành cho anh chị em của mình. Nếu như lời nguyện của mẹ Teresa Avila nói, thì chúng ta là mối phúc lành. Nhưng mà cần phải có một điều kiện cho anh chị em. Điều kiện mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nói: rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới. Chúng ta muốn là rượu mới hay rượu cũ thưa anh chị em? Hình ảnh rượu mới đó gợi cho chúng ta nhớ đến bàn tiệc nước trời, gợi cho chúng ta nhớ đến áo cưới, gợi cho chúng ta nhớ đến điều mà Chúa nói với ngôn sứ rằng: ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới. Nói một cách khác, để có một trái tim mới, để có chiếc áo cưới mới, để là rượu mới, thì chúng ta phải hoán cải. Cho nên tối hôm nay xin anh chị em dành 10 phút xét mình. Mình phải nhìn lại cuộc đời của mình, mình phải duyệt lại, mình phải hoán cải. Nếu mình gian lận trong buôn bán, xin đừng làm nữa. Nếu mình đang tính lừa gạt ai đó, xin đừng làm nữa. Nếu lòng của mình hận thù ai đó, xin cầu nguyện cho người ấy. Bản thân mình phải hoán cải, thì mình mới có trái tim mới, mới là rượu mới, mới có thể là thân xác, là mắt, là tay, là chân, là trái tim của Giêsu, là mối phúc lành cho anh chị em của mình, là tình đời như Chúa mong muốn. Tôi không dám giảng gì cao xa, chỉ xin kể một vài câu chuyện với một vài gợi ý cho anh chị em và các bạn. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta lắng nghe, chúng ta suy niệm, nhưng chúng ta phải hành động, phải biến những gì chúng ta nghĩ xuống trái tim của mình và ra đôi tay của mình. Và Chúa đang cần chúng ta để diễn tả cái mối tình mà Ngài yêu cuộc đời này. Amen.